Hôm Tết đâu có cúng kiến gì đâu, 23 cái là tao cúng nước bánh để tao dời đi luôn, tao đem vô trong nhà tao sơn luôn, sạch sẽ luôn. Rồi cái tới ngày cúng ông bà, rước ông bà đó, cúng rồi cái mang đồ ra rồi. Hôm nay tao phải làm nữa, hết sạch rồi, đổi màu. Gần 150 giáp sinh sáu bảy luôn bảy mà lớn nha. Dân bữa nay bị cử hoại đó. Giờ anh Tùng anh leo lên cây dưới sữa đang lên tới đây anh truyền qua anh đây nè quý vị, tại vì cây này cây sao này dưới hoành lớn lắm, ôm không có giáp, hết lợi dụng được cây vú sữa được một đoạn để anh lên được một khúc rồi. Cây vú sữa này là đang cho trái rất là nhiều luôn, ở đây chủ nhà người ta bao trái rồi và hiện giờ là nó đang nằm dưới cây sao này, nhưng mà ví dụ cưa né được nhánh nào thì né, còn không thì cứ cho rớt xuống, gãy một hai nhánh vú sữa cũng được. Mấy cái vú sữa thì giờ mình mở ra, chẳng ai ta quá trời nhiều à. Một chằng vú sữa rồi đừng bị gãy nhánh rồi. Cột lên cho mấy cái này. Lấy cái kiềm cắt bớt cái sao vậy? Cắt ra rồi mày. Cắt đại đi rồi. Ở đây do cây vú sữa cột chằng vô cây sao để giữ mấy cái nhánh đó. Cho nên là giờ phải gỡ ra rồi. Cột hình như là bằng dây chì á. Có một trái vú sữa chín. Ăn luôn, ăn trên cây luôn, ăn trên cây luôn. Ăn nhắm mắt lại ơi. Ăn nhắm mắt. Ăn nhắm mắt á, đừng mở mắt. Nhắm mắt ăn đại luôn. Mở mắt thấy giòi phải không? Tao hái với ăn cái phần hột nó giòn giòn. Xác cái hột. Giờ anh Tùng đi leo gần với trên đọt luôn rồi. Anh leo lên anh
máng cái sợi dây đó, máng là cái sợi dây đó sẽ thòng nhánh nhau vậy. Do cây này nằm ở trên một cái khu vườn này. Có mấy cây kiển nữa, chỉ có được một cái khoảng trống nhỏ chỗ nãy mà cắt mấy cây cà na đó, là dưới có cây vú sữa nữa, cho nên là cây này hầu hết là nhánh là phải thòng rồi. Treo nhánh đây, anh đây cũng buộc vô nhánh đây nè. À, cái nhánh đó không phải buộc, mà cái nhánh đó là cái nhánh một lát nữa là sẽ để điều hướng mấy cái nhánh treo ra phía ngoài sông á. Cây này nó cao quá quý vị ơi, giờ đứng dưới quay lên tới hù à. Tùng mới leo ra cái nhánh rất là nhỏ như quý vị, và anh phải nắm hai cái sợi dây để chịu lại cái sức nặng của anh, nên buộc dây anh chút nữa anh treo cái nhánh này nè. Từ từ nó rụt xuống. Nhánh trên cây vú sữa. Nhanh nhỏ xíu à.
Oh.
Thank you.
cắm xuống đất luôn nè quý vị. Bảy người luôn. Ghim dưới 5 tắc ạ. Lấy dao đẻ mày ơi. Đầu có cát không mày ơi. Mày thắng dao đi rồi. Móc lên đi, cắt mát đi. Nãy giờ đào đất xung quanh cái góc này với anh Dũng mình đẻo cho sạch. Sạch đất với cát á. Thì cưa không có bị lục cái lưỡi cưa nha quý vị. À, đào xuống mùa đất á, đào xuống mấy tấc nữa để mình tận dụng mình lấy cái cây cho nó dài. Cây sao thì gỗ cũng khá là tốt. Nằm trên này được rồi. Cậu lọt vô kẻ được rồi. Bị rút ruột luôn. Kỹ thuật. Cái đường kính này khoảng nhiêu vậy bạn? 170. Hoành này nãy đây chỗ này là 170 á. Ngay chỗ đó là 170. Đường kính. Nhiều nhiêu? 50 hả? Năm mấy? 50. 50. Các con 176. 176. Rồi chắc 6 mấy 50. Đường kính khoảng 1/3 hoành.